Thưa quý vị, các bạn, mặc dù chúng tôi đã liên tục có những cảnh báo về tai nạn lao động nghiêm trọng được ghi nhận trực tiếp tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dường như thực tế này chưa hề được cải thiện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì ekip phóng viên có mặt ở tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua có đến 3 ca được tiếp nhận cấp cứu. Và cả 3 ca này đều dập nát bàn tay nghiêm trọng vì máy dập hoặc là xe nâng, vì bất cẩn hoặc là không có bảo hộ lao động. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng những ai đang làm việc trong môi trường sản xuất liên quan đến máy móc thì hãy cẩn trọng, vì đôi tay chính là vốn quý để lao động của mỗi người. Ghi nhận của phóng viên chương trình vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi tối, chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, có không ít những ca tai nạn lao động mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn thường xuyên gặp phải ở khoa cấp cứu này. Đó là những tai nạn lao động do máy móc khiến cho bệnh nhân bị dập tay, dập chân và ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức lao động, bởi vì sự phục hồi là rất khó khăn. Em chạy xe lăn, em cũng sơ ý, em ngồi trên xe, em nghiêng ra, em xô cái cánh cửa để vô cho xe chạy qua, thì có cái càng có cái thanh sắt đó, nó kẹp xe em chạy tới thì nó kẹp tay em là đứt ra luôn. Khi em quay lại là thấy tay dính ở trên xe đó, cái em dê xe lại, em lấy tay ra là thấy là lìa bốn ngón rồi. Thế thì em đang nhờ bác sĩ là bao nhiêu cũng được, cố gắng cứu cái bàn tay em. Thì cái bàn tay này á thì bị dập hết ba ngón kèm với lại dập của các cái xương bàn. Đối với một cái bàn tay này thì nó cũng tương đối là khá nặng. Thì hai ngón có thể giữ lại được, còn một ngón thì nó tổn thương cũng nó dập nát nhiều quá, cũng hơi khó giữ. Nhưng để đặng mà biết được chính xác thì bệnh nhân đã được gây tê rồi, chúng tôi sẽ đánh giá lại một lần nữa để xem ngón tay này có giữ lại được hay là bắt buộc phải cắt cục. Chỉ trong khoảng 30 phút chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu thì có xuất hiện có đến 3 ca đều bị tổn thương, đều bị tai nạn bởi vì những cái máy dập ở trong các cơ sở sản xuất hầu hết đều được chuyển đến từ các tỉnh lân cận như là Bình Dương hoặc Đồng Nai. Người đàn ông này khi mà vừa được chuyển tới thì không những bàn tay phải của anh bị dập, bị đứt mà bàn tay trái thì còn mất luôn cả ngón cái nữa. Máy dập lon. Bệnh nhân đang làm việc thì bị cái máy ép nó ép, thì nó ép vào hai tay, thì ở đây là tay phải nó dập nát và đứt gần lìa ngang cái bàn tay, còn cái tay trái thì đứt lìa cái đốt xa của ngón cái. Nhưng mà cái phần đứt lìa của cái tay trái này thì họ sơ cứu thì họ ở y tế cơ sở đó, họ trạm y tế họ không có bảo quản, mà họ chắc họ bỏ luôn. Thưa bác sĩ, cái việc mà phục hồi chức năng có mất thời gian lâu không để có thể lao động bình thường ạ? Đối với phục hồi chức năng của các bàn tay thì sau khi mà mổ xong, bệnh nhân phải tập một thời gian rất ư là dài. Tại ngón tay, cái chức năng của ngón tay, các cái khớp nó rất là tế nhị. Sau khi mổ kết hợp xương rồi, bệnh nhân phải tập tất cả các khớp thì mới hy vọng cái chức năng của bàn tay nó trở lại bình thường được.